Chào tất cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay xem Kubota DC93 cắt lúa sập ở vùng đất Lung quê mình nha các bạn. Thì lúa này hôm dài cũng bị sập do mấy cơn mưa gần đây nè các bạn ơi. Hôm dài quê mình mưa với lại nắng rất là thất thường. Mưa nắng. Lúa này hôm bữa cái đàn lúa nhìn cũng rất là tốt. Bữa nay nó sập lặn đã chứ nè. Trễ quá thì giờ máy cắt cũng gần xong rồi các bạn ơi. Còn chừng khoảng 25 nữa là kết thúc cánh đồng này. Còn lại mình sẽ quay máy cắt 93 sửa tù cho các bạn xem. Thường máy 93 quê mình là hàm đậu lên 95 hết rồi. Ở đây thì đất tương đối là khô nha các bạn, đất gò nên máy mình cắt cũng rất là đơn giản. Đây là những bông lúa mà sạch mà sát mẫu nè các bạn, cũng no hạt lắm. Xíu nữa máy sẽ vô sửa cù những khúm này nha các bạn ơi. Còn xa xa dưới đó thì máy mình chạy cũng gần tới đầu kinh nhất rồi. Lúc đầu kinh dưới đó cũng chừa một vài lam sát trong mé. Chung là ở đây cũng rất là dễ lúng nha các bạn. Thì cái phần chân đất ở dưới nó cũng mềm, đất gò nhưng mà nó vẫn bị lúng, tại cái chân của nó vẫn còn bị thủy triều quá mà nước lớn nước dòng. Lại có lại chỗ này cắt nữa, cắt máy bị lúng rồi. Mình thấy quặn lỗ tại quầy là mình biết rồi. Trên ruộng giờ mình thấy bao lúa cũng khá là nhiều. Cái khu đất này tầm cũng khoảng 40 nha các bạn.
Đậu đó trắng giả chưa. Ta này 5 phút cùng các bạn. Bên kia mọi người mới vừa đốc đồng nên các bạn thấy như là sương buổi sáng nha các bạn. Rồi xong, tiếp tục là sử cù nữa các bạn. Máy tính 3 suốt luôn.
này lúng quá không biết cắt nổi không đây. Đậu đi gom lúa rồi. Anh em cộ lúa thì đang tiến hành dắt lúa lên các bạn. Nãy giờ trên cộ thì mình thấy được 2, 4, 6, 7 bao rồi, có thứ 8. Thêm 2 bao đó nữa là 10 bao. Với 3 bao đây là 13 bao. Còn 2, 7 phía sau đó mới nhiều. Tại là có 13 bao nha các bạn. Đồ lúa vẫn tiến hành đi gom nữa các bạn ơi.
sau đó nó nhiều. Ồ, cái cọc thiện nó ghê quá. Cắt đất ở trong vườn này thì sát cây cây cọc điện, chỗ nào cắt được thì có người lại cắt tay nha các bạn. Dưới đây bắt đầu lên mầm xanh này các bạn ơi. Trời ơi, lên trời vậy. Quá mềm các bạn ơi. Và máy 93 thì nó chống lầy cũng rất là tốt nha.
tại thì anh em mình cũng thu hoạch xong bốn con đất này nha các bạn. Đất này nó cũng mềm gì các bạn. Anh em mình cũng thu hoạch xong rồi, mình tạm thời kết lại cái video này tại đây nha các bạn ơi. Thời lượng của video nó cũng tương đối khá dài, thì nãy giờ mình cũng có quay cảnh mấy cua ta 93 sự cù, cũng như là cắt những cái vùng lúa mà nó rất khó cắt đó các bạn. Cái này người ta gọi là đất ở trong lung các bạn ơi, nó hơi trũng. Mùa này đúng ra là mấy năm trước nó không có bị lầy đâu. Các cặp bờ mẫu đó cái là xong rồi đó các bạn.